Suzuki Arcelo. Xe này chạy thời gian nó bị tụt cái nồi, chạy nó hết bắc rồi, bố đi lâu nó bị chai này. Đây. Rồi bây giờ mình mở ra mình làm lại nha. Đá số nó è không à, nó không có đi nữa. Rồi ok. Đây hai bộ nồi là chiếc F150 và chiếc Arcelo làm full nồi đi tour. Nghe xe. Nói chuồng heo mà mình làm lại hết nè. Nó không còn bị rơ nó nè. Tán nồi rồi hết. Rồi lên nồi Uma 5 lò xo. Uma ha. Hai là bố là sắt lò xo, 5 lò xo nha. Xo Uma luôn. Rồi bên xe lô cũng vậy, thay lá bố lá sắt lá xo luôn, chuồng heo làm lại luôn. Rồi đấy giờ mình bắt vô mình test cái đầu móc nó cho anh em xem nha. Sonic 300 Vario 4 chiếc luôn. Cục máy đang gặp